Xin chào quý khách hàng. Thì nội dung video này em sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng cách sử dụng phần mềm kết nối vào con mixer số X32 Rack của Behringer. Thì việc đầu tiên là mình phải cần kết nối Wi-Fi giữa laptop của mình và con mixer số của mình. Bản thân con mixer số này thì nó sẽ không tự phát Wi-Fi được, mà mình phải cần có thêm một cái bộ router Wi-Fi. Hiện tại cửa hàng bên em đang bán bộ router Wi-Fi này trị giá là 350.000 đồng, nhãn hiệu là Buffalo Air Station. Thì bản thân con mixer này đã được kết nối và phát Wi-Fi có tên là mixer Wi-Fi, em đã kết nối với nó rồi. Việc thứ hai là mình cần tải cái phần mềm có tên là X32 Edit từ cái trang web Behringer về. Thì sau khi tải về, mình cài đặt vào máy tính của mình, mình sẽ vào cái mục gọi là Setup. Mình sẽ nhìn thấy con mixer của mình, bởi vì nó đã kết nối qua Wi-Fi với mixer rồi. Thì mình sẽ connect với lại con mixer, click vào mục connect. Nó sẽ ra một cái bảng thông tin, nó hỏi là mình có muốn lấy dữ liệu từ con mixer lên hay không, hay là từ cái phần mềm này xuống con mixer. Thì đối với khách hàng là mới, thì phần mềm của mình nó chưa có gì cả, nên mình được khuyến cáo là lấy từ mixer vào PC. Click vào chỗ này cho em, mixer to PC, click vô đây. Rồi nó sẽ transfer tất cả các dữ liệu vào trong đây. Kệ nó, chờ nó load cho nó xong đi, xong mà tính tiền ha. Thì nhìn vô cái phần mềm này, việc đầu tiên là khách hàng mới nhìn vô sẽ thấy ngợp nha. Nhìn vô dùng từ là choáng và ngợp. Còn đối với bọn em thì suốt ngày buôn bán mấy cái này nên mình đã quen rồi. Thì bây giờ mình chống ngợp đầu tiên bằng cách là mình cứ nhìn từ từ, từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Bây giờ mình làm từ trái đi. Mình thấy đây nè, nó sẽ có kênh 1 tới kênh 32. Có nghĩa là con này, tất cả cái đầu vào của con này thì nó sẽ có là 16 input là loại jack Canon, và 6 input, 6 ốc in là jack 6 ly và bông sen. Thì đây nó sẽ có là từ 1 tới 32, là đây em cài đặt sẵn cho khách là 2468. Mình nhìn mình thấy nè, đó 8 8 nè, 16 nè, thấy chưa? Tương tự DCA này cũng chưa chơi, từ từ tính. Ốc effect thì hồi nãy em có nói là ốc mình sẽ có 6 cái ốc đây. Ốc 1 cho tới ốc 6, ốc 7, ốc 8 là cái USB thì mình không có bàn ở đây ha. Rồi, ở đây số 5, số 6 là đường bông sen, thì mặc định em sẽ cấu hình cho nó là cái đường nhạc. Thì khách sẽ sử dụng cái bộ DAC, tức là Digital to Analog Converter, bộ chuyển đổi từ nhạc số sang nhạc analog, thì người sẽ đưa vào đây. Ở đây em mút sẵn rồi, mở nhạc lên thì nó có tín hiệu, đơn giản vậy thôi. Ốc số 1, số 2 sẽ là đàn organ, số 3 sẽ là guitar solo, số 4 sẽ là guitar bass, tùy nhu cầu khách ha. Rồi, bus 13, 14, 15, 16 sẽ là 4 cái effect, bao gồm reverb, echo, delay, và bus số 4 là tùy khách đặt tên. Khách muốn cái gì thì khách sẽ đặt tên cái đó. Đường ốc ha. Rồi sang cái đường bus, bus và matrix. Bus đây nó sẽ có 8 cái bus. Bus này được hiểu là gì? Là đường out, các cái đường out. Thì số 7, số 8 mặc định của nó là left right rồi. Số 5, số 6 em sẽ cho ra đường sub. 1, 2, 3, 4 đang để trống, tùy nhu cầu khách. Khách muốn monitor ra thì ra monitor ha. Mình thuộc lòng giùm em. Bus 13, 14, 15, 16 sẽ là 4 cái effect. Matrix 1, 2, 4, 5, 6. Cái này là các cái đường matrix thì mình chưa, trong video này mình chưa dùng tới. Những video sau thì em sẽ đăng tiếp công năng của cái mục matrix này. Thì từ từ mình xem mình biết ha. Đó là hết cái phần bên trái rồi. Còn các cái mục on này là nó thể hiện hết ra trên này. Mình sẽ kéo từ trái sang phải. Thấy phát mệt luôn ha. Thấy đuối luôn, không đùa đâu. Rồi, user 1, user 2, user 3 là tùy việc mình tùy chọn. Mình bỏ những cái gì ra đây để cho mình nhìn thấy. Nhưng mà nó không cần thiết để mình lưu bộ nhớ của mình. Bộ nhớ mình có hạn mà, đúng không? Mình lưu ít thôi, lưu như đây là đủ rồi. Con mic này là em đang nói nè, nó có tín hiệu mọi người thấy không nè. Cái nhỏ nhỏ là thấy chưa? Rồi lớn 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 nè, đó. Em để đây em nói được, lấy tiền nha. Tương tự, qua bên trái là xong, mà qua bên phải mình sẽ có main left right nè. Main C từ từ tính nè. Này là mic bus, có nghĩa là out 1, out 2, out 3, out 4 nè. Out 5, 5 lần sub nè, 6 lần sub nè. Đó, đúng không? Thì thằng sub này em đã cắt sẵn nó rồi. Nhìn chỗ này nè, EQ của em cắt sẵn rồi. Main left right em cũng cắt sẵn rồi nè. Đó, mọi người nghe thấy main left right, thấy cái tín hiệu của em nói nó nhảy vô đây nè, đúng không? Mà nó không nhảy ra sub, bởi vì em đâu cho sub send ra thằng micro, đâu có send ra sub đâu. Nè, thấy không? Đó,
nè, tắt nè, thấy không? Đâu có cho lên đâu, có, đúng không? Đó, thành ra thằng khi này mình không cho lên thì thằng này nó sẽ không có lên đâu nhé, nó không có lên đâu chỗ này. Giả sử em cho nó ra cho mọi người xem nè. À, đi 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 đó, thấy nó ra, thấy không? Đó, rồi kéo nó xuống, tại vì mình đâu cho tiếng mic ra đâu. Rồi đây là sub, đây là sub, sub này sub xì tê nha, cho khách chơi cho đá luôn. Rồi sơ bộ nó là như vậy. Thì việc đầu tiên mà mình trước khi mình làm những cái việc này, mình cần phải có định hình trước đó, đó là cái mục routing. Routing vô đây thì mình sẽ biết được rằng là thằng nào in, thằng nào out, và in cái gì, out cái gì. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy out 1 sang 16 lít vô đây. Mình sẽ thấy thằng out, out 1 là out 1 nè, thấy không? Big bus số 1, out 2, tương tự nó tự thì out, out 5, out 6 thì nó sẽ nằm ở 5, 6 đây, nó sẽ là sub ha. Còn số 7, số 8 thì nó sẽ là main left right. Mình đừng có bấm lộn loạn, nó lung cào cào lên ha, là nó rối luôn á. Cái routing này là mình phải định hình trước khi mình làm bất kỳ cái gì. Ví dụ sub mình làm 5 6 thì mình phải định hình chỗ này là 5 6. Còn mình làm 1 2 thì mình phải định hình nó ở 1 2, chứ mình đừng có bấm loạn cào cào lên ha. Rồi. Xong cái phần này. Thì việc tiếp theo mà quan trọng nhất em muốn đưa vào đây ngay và luôn, đó là cái phần micro. Hú quá em ơi, chị không nói. Thì việc đầu tiên mình sẽ vào cái phần main left right cho em. Thấy đúng không? Main left right. Thì mic nó sẽ hú. Ở đây mặc định nó có 4 cái effect. 1 1 2 3 4 là em đã có sử dụng hết rồi. À, đúng không? Sử dụng hết effect rồi. Thì còn như là 5 6 7 8 thì 5 6 cái năm này nè, em đã chèn hai cái EQ. Lít chỗ đây nè, kênh số 1, kênh số 2 là kênh này nè, 1 nè, 2 nè. Đó. EQ này á là em đang nói, cái mic em đang nói chuyện nó nằm ở EQ số A. Kênh channel số 2 sẽ là kênh B, nó đâu nhảy đâu, thấy không? Đó. Thì tiếng em nói nó ở kênh này, kênh số 1 sẽ là kênh A. Thì khi vô đây nhà mình nó hú thì mình cứ kéo xuống. Đó, thấy nó hú chưa? Đó, nắm đầu nó kéo xuống là xong. Đúng không? Đó là một việc làm rất là dễ và rất là đơn giản. Dĩ nhiên là chống hú ở cái mức độ vừa phải, cái này là cắt bớt tần số dư để sinh ra hú, tần số feedback, chứ không phải chống hú bằng bằng cách là mình chống mình kéo xuống hết rồi mình xuống nhà mình ngồi ôm cái loa mình hát nha. Cái đó là phản khoa học nên đừng có bàn ở đây ha. Rồi, thế thì bây giờ việc tiếp theo là em sẽ cho cái đường nhạc vô, rồi cách sử dụng làm sao cho nó linh hoạt, nhuần nhuyễn. Thì nhạc em sẽ đưa vào cái ốc 56, ốc 56 nè, em đã mút sẵn rồi. Ok, mình sẽ cho nhạc vô. Nhạc thì mình sẽ đưa vô cái đường 56 cho mọi người, còn đưa cách nào là mình phải biết cách đưa nha. Tức là mình đưa dắt vô. Rồi em sẽ cho play một cái bài nhạc. Ở đây là em đã đưa một cái bài nhạc vô đây rồi. Giờ mình qua cái phần mixer. Mixer đây mình thấy nhạc nó có đó đúng không? Tắt nó đi, kéo nó lên. Đây. Đó, có tiếng thấy chưa? Đó. Rồi, thả tiếng ra đi. Effect nó nằm đây. Reverb. Lên 6, 7, 9. 6, 7, 9. Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm. Có reverb nằm đây. Echo nằm đây. 6, 7, 9. Gác văng điệu hiu khung cảnh ngâm thầm. Rồi, echo reverb vô luôn. Đó. Kéo nhạc lên. Đó. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều. Mình chơi nhạc chơi vừa phải thôi ha. Đó là cái hướng dẫn nhanh gọn lẹ mà ai cũng biết được. Nhạc thì vô cái ốc, kéo nhạc lên, cho effect lên chơi. Tiếng thì vào 1 đến 32, kéo tiếng lên để nó to nhỏ theo ý của mình. Loa bên phải bên trái thì lít vô chỗ này, kéo cái feeder tổng nó lên. Đây là kênh bên trái bên phải. Còn kênh sub nằm đây, mình kéo nó lên đây luôn. Sub nó muốn có tín hiệu bằng cách là mình đưa nhạc lên nó mới qua được, chứ mic là nó không có qua. Ví dụ mình vô nhạc lại nè, mình kéo cái con mic, xin lỗi, vô cái main trước nha. Rồi qua đây nè, mình kéo nhạc lên nè, đó thấy chưa, qua bên vườn sub nè, thấy chưa, nó có là thấy chưa đó. Thì mình đừng có nhầm lẫn ha, cái trang main là trang chính, màn hình chính nó nằm đây. Còn cái trang sub là trang phụ, thì nó nằm ở chỗ khác. Đó. Video sơ bộ giới thiệu
cách kết nối phần mềm cũng như là những cái thao tác cơ bản. Phần 1 đến đây là hết. Phần 2 thì em sẽ đi sâu hơn chút xíu nha. Rồi, mọi người đón nhận ở video clip tiếp theo.